Nam chính của chúng ta tên là Thần Nam, anh ấy là một người phục sinh, một vạn năm trước là tuyệt đỉnh tinh anh của thần gia. Lúc 20 tuổi chiến bại bỏ mạng, thi thể được chôn ở thần ma lăng viền. Ngày và đêm cứ thế thay phiên nhau luân hồi, cho đến một vạn năm sau, Thần Nam bất ngờ đội mồ sống dậy. Chúng mình đã có các video tóm tắt phần 1. Các bạn chưa xem hãy ghé vào kênh, trong phần tên danh sách Pháp Thần Mộ có đầy đủ câu chuyện 16 tập. Với thần khí hậu nghệ cung trong tay cùng khả năng bắn cung điêu luyện chằm phát chằm trúng, Thần Nam đã giải cứu Đông Trử Quốc khỏi nguy cơ bị diệt vong. Sau đó, cùng với tiểu công chúa bướng bỉnh Sở Ngọc và con rồng nhỏ Đông Đông rời khỏi Đông Trử Quốc, tiến về thành tự do tìm đáp án cho câu hỏi vì sao chỉ có hắn là sống lại. Suốt cuộc vạn năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi trên ma thú phi hành để di chuyển. Vì ma thú bay quá cao, những đám mây che khuất tầm nhìn không tìm được phương hướng. Hắn phải ra lệnh hạ độ cao. Không ngờ bên dưới lại là một vùng cấm địa, không khí xung quanh vô cùng u ám. Ngay khi vừa mới xuất hiện, nhóm người Thần Nam đã bị bao vây. Kẻ địch điều khiển một bộ xác thần ma khổng lồ hai đầu bốn tay. Phần bụng là một cái miệng cùng hàm răng sắc nhọn, dáng vẻ của bộ xác khiến người ta nhìn thấy đã run sợ. Ma thú phi hành há miệng phun lửa tấn công, nhưng ngọn lửa lại quá yếu ớt so với xác thần ma. Nó há miệng lè cái lưỡi dài bắt lấy đuôi ma thú. Thần Nam phải rút kiếm đâm vào cái lưỡi mới khiến nó thả cái đuôi ra. Xác thần ma lại lấy ra một cái trống khổng lồ. Hai tay đập mạnh vào trống, tạo ra một luồng sóng âm khủng khiếp khiến ma thú phi hành chao đảo. Vì xung quanh đã có kết giới, cách duy nhất để thoát ra là đánh bại bộ xác khổng lồ này. Thế là Thần Nam lấy ra hậu nghệ cùng. Thích nhất là mỗi lần hắn dương cung, dáng vẻ quá ngầu, đi cùng với đó là giai điệu âm nhạc đỉnh cao. Thần khí hậu nghệ cùng có danh hiệu chẳng phát chăm trúng, không thể bắn lệch. Dù đứng ở khoảng cách xa trăm mét, thì mũi tên vẫn lao vút đi như tia chớp và tặng kẻ địch một vé xuống địa ngục. Nguy hiểm được giải quyết, Thần Nam và mọi người lại tiếp tục lên đường. Trước đó không lâu, Nam chính đã đánh bại cao thủ của Bái Nguyệt Quốc là Nhân Kiếm. Dù giữ được tính mạng thì tên này chỉ còn lại cái đầu, cơ thể đã bị đưa xuống đất làm bạn với Jun. Mối thù này nhất định phải báo. Này lại nghe tin Thần Nam xuất hiện, Nhân Kiếm cử ba tên sát thủ lừng danh đi ám sát. Trên đường di chuyển phải bay qua một cái sa mạc, cách đó không xa, sát thủ đã phục kích sẵn. Nữ sát thủ thi triển ma lực ngưng tụ ra một cái nỏ khổng lồ. Mũi tên khổng lồ bay vút đi như viên đạn xuyên qua tầng mây rồi đâm vào ma thú. Phát bắn quá chí mạng, ma thú phi hành bị diệt trừ ngay lập tức. Nhóm người Thần Nam đành phải quốc bộ băng qua sa mạc rộng lớn. Trùng hợp là gần đó lại có một cái tòa thành. Theo bản đồ thì phải đi thêm 3 ngày nữa mới đến được thành mà. Tuy nhiên, cô công chúa bướng bỉnh lại không thèm chú ý tới. Dọc đường liên tục than phiền hắn không biết tìm đường, nên bây giờ không để tâm đến sự hoài nghi của hắn. Dù sao thì cũng phải vào thành tìm thức ăn lấp đầy cái bụng. Thế là ba người cũng đi vào trong thành. Tòa thành này im ắng đến lạ thường, một bóng người đi lại cũng không có. Sở Ngọc lại chẳng có chút hoài nghi nào. Cô nàng cứ thản nhiên đi vào trong, rồi bị ả sát thủ khống chế lại. Thần Nam đuổi theo nhưng đã bị mất dấu. Hắn được một người đàn ông dẫn đường đến gặp Sở Ngọc. Ai ngờ người đang chờ đợi lại là sát thủ cải trang thành. Ả ta có năng lực thôi miên bằng ánh mắt. Thần Nam vừa nhìn đã bị trúng kế. Rất may có Đông Đông đánh cho tỉnh táo trở lại. Lúc này người dân trong thành cũng hiện nguyên hình, bọn chúng đều là con rối bị điều khiển. Những con rối ồ ạt xông đến tấn công. Thần Nam dùng tay đấm chân sút tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Từ khi bước chân vào thành, hắn đã rơi vào trận pháp của kẻ địch. Sát thủ điều khiển đàn quạ bay đến tấn công. Thần Nam và Đông Đông nhanh chân bỏ chạy. Đột nhiên có một cánh cổng xuất hiện. Hắn không ngần ngại chui vào bên trong tránh né. Cánh cổng kỳ lạ thông đến khu vực khác. Vừa quay đầu lại nhìn thì hắn lập tức được một phen giật mình. Phía đằng xa là ba tên khôi lỗi, đôi chân được thay bằng hai lưỡi sáo sắc bén. Chưa cần phải đánh, chỉ nhìn thôi cũng dọa cho Đồng Đồng sợ chết khiếp. Thần Nam một mình cần bà, sức chiến đấu của đám khôi lỗi này đã mạnh hơn trước. Ngoài dùng tay chân tấn công thì bọn chúng còn biết phóng phi tiêu từ xa. Thần Nam rút trường thương đâm tàn sát kẻ địch, nhưng đám này cứ bị giết chết lại được hồi sinh, dây dừa mãi không dứt. Thần Nam quyết định sử dụng gia hậu nghệ cung, chỉ cần giải quyết kẻ điều khiển thì nguy cơ sẽ được hóa giải. Sát thủ nhanh trí dùng khôi lỗi đỡ đòn rồi nhanh chân bỏ chạy, Thần Nam đuổi theo truy sát.
Hắn nhảy vào cánh cửa không gian nhưng đầu ra bên kia lại liên tục thay đổi phương hướng. Không gian trong trận pháp chuyển động liên tục, lúc thì xoay ngang, lúc lại xoay dọc khiến hắn cũng choáng váng đầu óc. Lúc đi ra khỏi được vùng không gian đang chuyển động thì lại bị sát thủ phục kích. Hiển nhiên là Ata cố tình kéo hắn đến trước mặt. Tên đã lên nòng, chỉ cần điều động ma pháp kích hoạt cây cung mà thôi. Thần nam ngưng tụ ma pháp vào bàn tay rồi đỡ mũi tên, nhưng uy lực mũi tên lại quá mạnh. Hắn bị đẩy về sau đâm xuyên qua nhiều bức tường. Trùng hợp là Sở Ngọc cũng bị trói ném ở trong góc tường. Thần nam chẳng thèm giải cứu, hắn dương hậu nghệ cung về phía kẻ địch. Đúng vào lúc này, Sở Ngọc đột nhiên cầm đao chạy đến tấn công. Ai ngờ hắn đã sớm đoán ra được công chúa bị khống chế nên nhẹ nhàng lách người tránh né rồi đánh ngất Sở Ngọc. Sát thủ bắn ra mũi tên khổng lồ, thần nam dương cung bắn trả lại. Hai mũi tên va chạm nhau, một bên là hàng phổ thông, bên còn lại là thần khí. Mũi tên từ thần khí dễ dàng đâm xuyên qua mũi tên phổ thông và phá hủy luôn cái nỏ khổng lồ. À sát thủ thấy mình gặp nguy hiểm liền bỏ chạy. Dựa vào khí tức trên mũi tên, Đồng Đồng đã tìm ra nơi à ta ẩn náu. Không ngờ rằng cô ta đang lẩn trốn dưới đất và âm thầm điều khiển khôi lỗi. Thần nam lập tức dương cung hướng thẳng lên bầu trời. Mũi tên bay vượt qua tầng mây rồi lao nhanh xuống dưới. Dù đã trốn rất kỹ và rất sâu, nhưng mũi tên lại mang theo sức mạnh khủng khiếp, đâm xuyên qua mặt đất, phá hủy trận pháp và đánh trọng thương sát thủ. Lần này nhóm người thần nam thoát nạn, nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Nhóm sát thủ còn hai kẻ mạnh hơn chưa ra sân. Tiểu công chúa không nhớ được gì sau khi bị khống chế. Thần nam gánh đồng đội còng lưng, Đồng Đồng có một điểm hỗ trợ. Sở Ngọc xông sáo đi đầu, nhưng chưa kịp gây sát thương đã phải lên bảng đếm số. Vừa hay lúc này có một tiểu đội lính đánh thuê đi ngang qua. Thấy có người gặp nạn nên bọn họ cũng đưa nhóm người thần nam rời khỏi sa mạc. Điểm đến là Thành Vọng Nguyệt, tòa thành vừa rồi cũng là cái tên này. Trong lòng vẫn còn đang bàng hoàng nên thần nam vội kéo công chúa đi ẩn núp. Nhưng mà cô công chúa này lại chẳng biết một chút gì về nguy hiểm lúc trước nên vẫn rất vô tư, còn cho rằng hắn bị thần kinh rồi, tự dưng lại làm hành động lo lắng như vậy. Thủ lĩnh quân đoàn lính đánh thuê là Quan Hạo đi tới nói chuyện. Công chúa lập tức thuê bọn họ dẫn đường đi tới thành tự do, thấy là nhóm người thần nam tự dưng lại trở thành khách quý được hộ tống, chỉ việc nằm hưởng thụ trên xe ngựa. Đi tới trời tối cũng có một quán trọ để nghỉ ngơi qua đêm. Công chúa muốn đặt phòng hạng nhất, nhưng đã bị người khác đặt mất rồi, chỉ còn lại phòng hạng nhì nữa mà thôi. Sở Ngọc không chịu, đường đường là công chúa, cô phải ở phòng tốt nhất. Thế là cô nàng bướng bỉnh này tự ý giật lấy lệnh bài phòng hạng nhất. Ai ngờ chưa kịp cầm lấy, đã bị giành đi mất. Người đã đặt phòng là Mộng Khả Nhi của Đạm Đài Phái. Mộng Khả Nhi có dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là mỹ nhân hiếm có. Thần nam nhìn Mộng Khả Nhi không biết chớp mắt. Khuôn mặt đó giống với người yêu kiếp trước của hắn. Mộng Khả Nhi cũng tiến đến trước mặt nam chính. Tưởng là cặp đôi này vừa nhìn thấy nhau đã sinh ra mến mộ nhau. Ai ngờ thần nam lại đang đứng chắn đường đi. Mộng Khả Nhi phải lên tiếng yêu cầu nhường đường. Công chúa bướng bỉnh đánh không lại, nhưng lại không chịu yếu thế trước mỹ nhân, nên muốn dùng tiền để giải quyết. Muốn ra giá gấp 10 lần để được ở phòng hạng nhất. Chủ quán cho biết rằng đây không phải là chuyện về tiền bạc. Ngay cả Quan Hạo và thần nam cũng không ủng hộ cách làm của Sở Ngọc. Thế là công chúa giận cái chém thớt bỏ đi. Tuy nhiên, tất cả tiền đều được Sở Ngọc nắm giữ. Vì miếng cơm manh áo nên thần nam và Quan Hạo hốt hoảng đi theo. Sở Ngọc đi vào trong rừng, trong lòng uất ức vô cùng. Vừa tuyên bố sau này đường ai nấy đi thì đụng mặt một con hổ ba màu. Có vẻ con hổ này chỉ nhắm vào ma thú. Sở Ngọc tiến lại gần định vuốt ve. Quan Hạo dẫn theo lính đánh thuê chạy tới kịp lúc để ngăn cản. Xa của hổ vương rất cứng rắn, cung tên không thể làm cho nó bị chảy xước. Quan Hạo đành phải dẫn theo người bỏ chạy. Hổ vương truy đuổi gắt gao. Sở Ngọc phung kiếm chặt đứt nhiều gốc cây rồi cắm xung quanh khống chế nó lại. Sau đó tự tin uy hiếp rằng nếu nó không dừng tay, cô sẽ không khách khí đâu. Lời vừa nói xong thì hổ vương đã vùng dậy. Nó ngưng tụ một quả cầu sấm sét tấn công. Thần nam kịp thời giải cứu, ai ngờ tiểu công chúa không cảm ơn, lại trách hắn sao bây giờ mới tới. Hổ vương tiếp tục phóng ra một quả cầu sấm sét. Thần nam nhảy lên trên cao ném xuống một luồng sức mạnh đánh bay ma thú. Công chúa thấy vậy, lại trách mắng hắn không biết nặng nhẹ, đã nói là đừng làm cho nó bị thương rồi.
quan hậu cũng phải lên tiếng khuyên ngăn vì hành động khổng não này. Hồ Vương nhanh chóng đứng dậy, cơ thể nó biến đổi mọc ra thêm đôi cánh và cái sừng. Sức mạnh tăng lên rất nhiều, công kích tạo ra vụ nổ khủng khiếp. Cây cối trong phạm vi trăm mét bị đốt cháy. Sóng xung kích lan ra xa nghìn mét, khiến Mộng Khả Nhi phải đi ra ngoài thăm dò. Lúc này nhóm người thần nam chỉ còn cách bỏ chạy. Sở Ngọc và Vương Hậu sẽ đánh lạc hướng để câu giờ cho hắn sử dụng hậu nghệ cùng. Đúng vào lúc mũi tên sắp bắn ra thì Mộng Khả Nhi đã đi tới. Thần nam đành phải cất hậu nghệ cung vào túi. Nàng ta vùng kiếm chém ra nhiều luồng kinh lực sắc bén. Nhờ vào đôi cánh nên Hổ Vương cực kỳ linh hoạt. Nó tránh né toàn bộ công kích rồi truy đuổi ngược lại. Mộng Khả Nhi đứng trên đài sen. Món pháp bảo này rất linh hoạt. Nàng ta tùy ý điều động đài sen bay lượn cực kỳ linh động. Hổ Vương ngưng tụ ba quả cầu sấm sét tấn công. Nàng ta thay đổi vũ khí để ngăn cản. Thanh kiếm của Mộng Khả Nhi rất đặc biệt, có thể kéo dài ra thành một sợi roi vừa sắc bén vừa linh hoạt. Thần nam nhận ra chiêu thức nàng ta thi triển có nguồn gốc từ cố nhân vạn năm trước của hắn là Đạm Đài Tuyền. Nàng ta điều khiển quả cầu sấm sét ném về phía Hổ Vương. Nhưng công kích đó lại không làm cho nó bị thương, ngược lại càng làm cho nó thêm điển tiết. Nó há miệng giữ lấy vũ khí rồi giật sét lan vào tay khiến Mộng Khả Nhi tê tay. Thấy mỹ nhân gặp nguy hiểm, thần nam đành phải hỗ trợ. Hắn nhảy lên cao, rồi sử dụng ra hậu nghệ cùng. Sức mạnh cuồn cuộn tuôn vào mũi tên. Màn tạo sáng quá ngầu và xuất sắc. Mũi tên hướng thẳng vào sừng con hổ khiến nó trọng thương nằm dưới đất. Mộng Khả Nhi định kết liễu Hổ Vương tránh cho nó gây tai hại. Sở Ngọc chạy ra khuyên ngăn, cô nàng này muốn thu phục con hổ làm thú cưỡi. Nghe thì rất hoang đường, nhưng không ngờ Hổ Vương lại đồng ý thuần phục. Đúng là kỳ tích. Cuối cùng thì vị công chúa này cũng làm được một chuyện có ích. Mọi người cùng nhau trở lại quán trọ. Mộng Khả Nhi chủ động nhường phòng cho Sở Ngọc. Đúng là vừa xinh đẹp mà tính cách lại trầm ổn. Sở Ngọc từ chối nhận, nhưng mà cô nàng này lại chỉ thuê một phòng duy nhất. Thần Nam cùng các anh em lính đánh thuê phải ra ngoài ngủ tạm. Trước khi ra ngoài, hắn chủ động hỏi Mộng Khả Nhi rằng có phải nàng là truyền nhân của Đạm Đài Tuyền hay không. Nàng ta nghe xong không trả lời vấn đề mà tỏ vẻ khó chịu vì thần nam trực tiếp gọi thẳng tên ra tổ sư của nàng. Đây là sự bất kính với trưởng bối rồi. Điều mà vị mỹ nhân này không biết đó chính là giữa hắn và Đạm Đài Tuyền là người cùng thế hệ. Năm xưa Đạm Đài Tuyền đưa một luồng sức mạnh vào trong cơ thể của hắn khiến tù vì mất hết, trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Sau nhiều ngày khởi hành, đoàn người cũng đến được thành tự do. Đứng sừng sững giữa thành là Học viện Thần Lam nổi tiếng nhất đại lục Thiên Nguyên. Rất nhiều tu sĩ vang danh đều học từ đó ra. Mặc kệ là võ giả, người tu đạo, mà pháp sư hay lòng kỵ sĩ thì đều có thể đến học viện học tập. Trực giác của thần nam cho thấy rằng Học viện Thần Lam có đáp án cho quá khứ của hắn. Thế là hắn muốn tiến vào trong học tập. Trùng hợp là học viện cũng đang đến thời điểm chiêu mộ học sinh. Thần nam, Sở Ngọc và Quan Hạo cùng nhau tiến vào phòng thí luyện. Đây là bước đầu tiên, chỉ khi vượt qua được thí luyện thì mới có tư cách báo danh nhập học. Mỗi người được cấp cho một cái chuông, làm mất chuông thì coi như bị loại, nếu bỏ cuộc giữa chừng có thể lắc chuông để cầu cứu. Người đến thí luyện đều không phải dạng tầm thường, ngay cả bọn họ cũng bị loại thì nơi này chắc chắn không đơn giản. Thần Nam muốn cẩn thận hành động nhưng Sở Ngọc lại muốn thể hiện, cô muốn xem Học viện Thần Lam có năng lực thế nào. Vừa nói xong liền xông vào trận pháp. Xung quanh được bố trí rất nhiều cột đá. Trên cột đá được bố trí pháp trận tấn công. Công kích phóng ra đủ loại nguyên tố, nào là lốc xoáy, quả cầu lửa hay sấm sét. Sau đó là quả cầu nước nhốt Sở Ngọc vào bên trong. Cô ta suýt chút nữa bị ngạt thở. Rất may là nam chính kịp thời giải cứu. Nhưng mà cô nàng này lại không cảm ơn, ngược lại còn trách móc rằng tại sao bây giờ mới ra tay. Đang trả thù cá nhân vì hôm trước không thuê phòng để cho hắn ngủ bên ngoài phải không? Thần Nam quá quen với tính cách vô lý này rồi nên cũng không khó chịu. Hắn bắt đầu phân tích rồi phá trận. Phương pháp là ném Quan Hạo vào trận pháp, sau đó quan sát xem những cột đá nào khởi động. Trước khi nó công kích thì Thần Nam và Sở Ngọc đã ra tay phá hủy. Ba người nhanh chóng xông qua các cột đá. Trước khi đến đích thì các tảng đá lại tập hợp lại thành một người đá khổng lồ để ngăn cản. Sở Ngọc chủ động xông lên, tinh thần thì có rất nhiều, sức mạnh lại không tương xứng với tinh thần đó. Xung quanh người đá có vài tảng đá bay lòng vòng bảo vệ. Sở Ngọc chưa tạo ra được sát thương thì đã bị ăn đòn. May mà Quan Hạo xả thân mình ngăn cản.
thần nam muốn sử dụng hậu nghệ cung nhưng nơi này lại cấm dùng thần khí. Thế là hắn phải nghĩ cách phá hủy phòng bảo vệ. Sau đó, Sở Ngọc tung đòn kết liễu hạ gục người đá. Ba người thành công vượt qua thí luyện. Công chúa bướng bỉnh cũng không quên kể công lao rằng lần này vẫn phải nhờ đến cô đấy thôi. Trong 5.000 người tham gia thì chỉ có 26 người vượt qua thí luyện. Bước kế tiếp là làm thủ tục báo danh. Lúc này Sở Ngọc lại đến giờ làm loạn. Thần nam chán chẳng muốn ngăn cản. Tên thanh niên tóc trắng thấy chướng mắt nên cố tình đến gây sự. Gã ta tên là Khải Văn. Hôm nay được phó viện trưởng cử đến giám sát. Sở Ngọc không chịu thua, cô dùng lời lẽ sắc bén đáp trả lại. Khải Văn nóng giận, xé đơn nhập học của ba người rồi yêu cầu nhóm người thần nam phải vượt qua thêm một vòng thử thách nữa. Đây là đàn ép người quá đáng. Thần nam buộc phải lên tiếng, hắn chưa nghe nói học viện có quy định như vậy. Khải Văn thẳng thắn nói rằng, quy tắc số 1 ở đây là mọi chuyện đều nói bằng thực lực. Thần nam nhận ra cãi lý không có tác dụng nên cũng đồng ý. Ai ngờ còn chưa kịp nói thì Sở Ngọc lại nổi máu thể hiện. Cô chủ động ra sân dạy dỗ Khải Văn một trận. Chỉ cần khiến gã ta di chuyển một bước thì coi như thắng. Công chúa tuyên bố rằng chỉ cần một chiêu là đủ để đánh cho gã ta nằm liệt giường rồi. Nói oai phong bao nhiêu thì sau khi giao thủ lại yếu đuối bấy nhiêu. Công kích bị Khải Văn hóa giải dễ dàng. Gã ta giơ ngón cái hướng xuống đất. Biểu cảm này làm cho Sở Ngọc điên tiết. Thế là cô trực tiếp gọi Hổ Vương ra trận. Cảnh giới hai bên ngang nhau nên Khải Văn không chiếm được lợi thế nữa. Tuy nhiên, hành động gọi ma thú ra đánh hộ lại không được tính. Sở Ngọc không chịu thua, cô tuyên bố mình giành chiến thắng, gã ta mau xin lỗi đi. Thấy trên sân đang có người làm loạn, một cao thủ khác của học viện đã xuất hiện. Cô ta là Đông Phương Phượng Hoàng, thú cưỡi là một con chim đại bàng hiếm có. Hổ Vương nhìn thấy con chim này phải e ngại. Xem tới đây thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn có suy nghĩ sao về những hành động khổng não của tiểu công chúa Sở Ngọc? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận cho mình biết nhé! Có bao nhiêu bạn cùng quan điểm với mình? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!